Rồi chào các bạn nha. Sáng mình đi câu cá nha các bạn. Sáng ra cặp xe hè mình câu cá nha. Đây con sông rất lớn luôn các bạn. Đây có đám lục bình xe hè nhà mình khá to luôn nha các bạn. Sông quá bự luôn nha các bạn. Ra đây mình câu ít cá gô, cá dảnh, cá mè các bạn ơi. Hên hên dính cá tre, cá chấm nha. Không rồi bữa nay hên dính được cá tra với cá chép nha các bạn. Đây giờ mình qua đây mình dọn lỗ mình câu các bạn ơi. Nước cũng mới lớn nha các bạn. Giờ mình sẽ dọn lấy cây mình dọn dọn cái lỗ này ra các bạn ơi. Câu nha, mình cũng mới làm mối mồi các bạn ơi. Miếng mồi mình ra đây mình câu nha. Và giờ mình đi kiếm cây mình dọn thêm lỗ này ra các bạn ơi. Câu cá nha. Rồi dính cá các bạn ơi. Ô được cá mè các bạn. Chọc được cá mè nữa nha các bạn. Chính cá vậy, rồi cá mè nhỏ các bạn, cá giờ mà ghi quá trời luôn các bạn ơi.
rồi những cá các bạn ơi, thấy con cá gì cũng bự nha các bạn. Ô, cá chép các bạn ơi. Rồi được cá chép nha các bạn. Cái rảnh không bạn, cái rảnh này cũng bự nha các bạn. Những cá và hồ cá chốt chốt giấy chà bá lửa luôn các bạn, quá bự luôn, nó chín luôn các bạn, nó chốt quá. Rồi anh kiểm tra thành quả nha các bạn, đây được ba mài dinh các bạn ơi, con cá chốt khủng nè, cá chốt này có trứng nè, chốt giấy nè, nhưng con cá rảnh nha các bạn. Ở đây thì được cá chép bạn ơi, đây hai con rồi nha bạn, sáng mình chưa làm video là mình câu dính con rồi nha, hai con cỡ bạn ơi, mấy con này chiều mặn hết bạn ơi. Câu bữa nay là tổng cộng 7 cá nha các bạn, mấy cá chép này giật đã luôn bạn ơi, giật nó kéo nó kiện dưới đã. Rồi hẹn các bạn video tiếp theo nha.